Quay lại nữa. Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Hôm nay thì mình đang, anh em có thể thấy đấy, đang ở trên tầng 2 của Hacom Thái Hà chúng mình. Thì hôm nay mình lên đây mình cũng chả có nhiệm vụ gì cả. Mình không lắp máy cho ai hết, mình cũng chả đi giao cho ai hết. Mà hôm nay mình có đúng cái nhiệm vụ, đó chính là lắp cái ghế này đây. Đây, đó chính là chiếc Cooler Master Calibre X1 đấy, anh em nhìn thấy đây không? Đó, và coi như là nhân được cơ hội được lắp chiếc ghế này thì mình sẽ gọi là review nhanh xem nó như nào nhá. Chúng ta sẽ có là không được đứng lung tung này, không được ngồi ở mép mép này, nó sẽ bị thiếu cân bằng cho cái ghế này. Cũng không được ngồi các ghế tư thế sexy anh em nhá, không được ngồi nhá. Và đồng thời chúng ta sẽ không được ngồi trên ở tay cầm nữa. Nếu mà anh em nào mà thích tự đổ ngã thì ok, cứ thoải mái ngồi nhá. Không nên để ở ngoài trời này, tại vì cái ghế này là da PU, để ngoài trời thì nó sẽ dễ bị hoặc là trong bóc ra hơn. Và để có thể đảm bảo tốt nhất đấy thì anh em nên để trong nhà, phòng máy lạnh là ngon ngẻ nhất. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn có gì nữa, không được break dance trên chiếc ghế này nhá. Và tất nhiên nó sẽ được bảo hành 2 năm anh em ạ, của Cooler Master hết. Và bây giờ hãy cùng thử mở chiếc ghế ra và xem có gì hay ho nhá. Úi dồi ôi, dày riêng. Đấy, cái này dự đoán khoảng tầm 6-7 cân rồi đấy. Hơn chục cân á? Tiền. Chắc là tại chiếc ghế này nó cũng khá là nhiều sắt đấy. Tại vì mức giá hiện tại của chiếc ghế Cooler Master này sẽ rơi vào khoảng tầm 5.3 triệu. 5 triệu theo như mình là 5 củ 309 đồng ấy. Thì chiếc ghế, một chiếc ghế 5 triệu mà không có sắt thì hơi tiếc đúng không? Chắc chắn là chiếc ghế này sẽ là chiếc ghế chân sắt rồi. Anh em nhìn này, đấy, có chữ, úi dồi ôi, Cooler Master rất to, rất đẹp để ở khu vực này. Và trong lúc mình unbox ra thì mình sẽ mở ra được, đầu tiên là một cái chân hình ngôi sao 5 cánh và kim loại anh em nhé, kim loại hết, rất chắc chắn, rất cứng cáp. Tiếp theo nữa này, chúng ta sẽ nhận được đây, mặt ghế chúng ta này. Đấy, anh em nhìn này, cái mặt ghế này là, đấy, mình đã bảo rồi là có da PU. Thiết kế của nó thì rất là Cooler Master và sẽ có cái logo của Cooler Master nằm ở bên trên này, có màu tím anh em nhé, màu chủ đạo Cooler Master mà. Mình cứ sang một bên ạ. Ngoài ra nữa, chúng ta sẽ nhận được thêm một cái đệm mông. Một cái đệm mông được bọc rất là kỹ càng này. Đây là mông nhá, mông má anh em ngồi đây này. Và trên này thì cũng là da PU luôn. Và mình thấy ở trên cái đệm này nó sẽ có những cái lỗ hở hở này, để giúp cho có vẻ như là để cho thoáng, dễ thoáng khí hơn. Nhưng mà thì nữa mình cùng thử ngồi xem sao nhá. Cái đây là cái gối đệm đầu này, để cho đầu đỡ đau này. Đây là cái phần trục nằm ở giữa anh em nhá. Cái này là để giúp cho anh em có thể nâng ghế lên, hạ ghế xuống. Thiếu cái này thì anh em không thể làm như thế đâu. Và cuối cùng trong hộp này chúng ta sẽ có, đó chính là nốt mấy cái chân anh em ạ. Mấy cái bánh xoay cái kiểu này. Đấy, đây, mấy cái bánh nha. Và còn dư thêm cái gì ở đây. Nó phải cho việc gì nhỉ? Đây là cái tre, tre cho cái trụ. Rồi, cái tre cho cái trụ. Đấy, và thêm uầy, có cả, hình như là cả găng tay để lắp luôn anh em ạ, xịn đấy. Bây giờ cùng thử mình bắt đầu lắp nhá. Ok, để đây là cái hướng dẫn của Cooler Master. Và họ sẽ có ở đây tổng cộng là 6 bước. Tôi không tin đâu, thực sự là không tin, 5 bước nhiều hơn. 5 bước để đi. Đây nhá, đầu tiên là lắp hai phần này, phần lưng và phần mông này. Đấy, rồi cắn ốc này. Thế, đây là một nhá. Thứ hai, bước thứ hai là chúng ta gắn phần cái phần đáy ấy vào trong cái phần ghế này. Đấy là bước 2. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ lắp chân tay các kiểu vào đây. Và cuối cùng là lắp mấy cái bánh xoay cộng với cả cái phần trụ đế. Rồi cuối cùng là insert nó vào. Nghe có vẻ dễ đấy nhưng mà cũng là khó đấy anh em ạ. Bây giờ mình cùng mình bắt đầu lắp nhá. Bây giờ là mình xem là liệu rằng một người như mình có thể lắp được cái chiếc ghế này trong vòng khoảng tầm xem là bao lâu nhá. Bắt đầu. Chị khai. Rồi ok, chúng ta có chân đế này. Đấy, chân đế gỡ ra. Thế là xong rồi. Vứt chân đế xong thì mình sẽ có cái mặt lưng. Mặt lưng này đây. Đấy, mở ra này. Mặt lưng em này cũng có, sẽ có những cái lỗ nhá, sẽ có cả họa tiết carbon nhá, sợ đấy. Xong rồi insert vào thôi. Theo như Cooler Master bảo thì là vậy. Không đỡ được cái chân nữa. Tại vì cái lưng nó đổ ra được như này mà. Ôi nhưng mà sao khóa một bên rồi. Rồi lắp cái chân như vậy. Theo như lời anh Kiên thì anh Kiên khuyên mình nên sau rất nhiều năm kinh nghiệm đi lắp ghế ở nhà các bạn nữ thì anh
Kiên bảo mình là nên lắp chân trước. Đấy, thì cho nhanh mới ăn được cháo. Thế bây giờ mình lắp chân vậy. Sắt xiết cũng đáng sợ ấy. Anh em nhìn này, bóng chưa? Sáng đẹp dạng người luôn nhá, đẹp chưa? Được, ok. Ở chân thì bằng sắt nhưng mà năm cái bánh xe lại bằng nhựa anh em ạ. Nhựa hết. Cải từng cái một đi. Ok, một chân này, hai này, ba này, bốn này, năm. Rồi, thế là xong cái phần di chuyển. Mỗi tội là em này di mượt đấy, công nhận là di rất mượt nhưng mỗi tội không có lốp and load anh em ạ. Theo như trong hướng dẫn ấy thì cái này là nó cắm một phát trực tiếp luôn. Đấy. Thọc vào xong, thế là như này xong rồi. Còn xong mình phải gắn thêm cái này vào nữa để có thể che được cái chân. Tí nữa thì cái chân nó sẽ vào đây và chắc là ấn 2-3 phát nó bay lên trời thôi. Đấy. Thôi cái chân đi rồi. Rồi. Đây, cái trục này và chân này. Thì bây giờ là tại vì ấy, cái chân này là phải kéo nó mới xuống. Rồi, đây, hợp lý luôn. Eo ôi. Hình như là phải thêm cái tay nữa, đúng rồi, tay luôn ấy, xong rồi mới đặt được cái này lên này. Đây, anh em ạ. Sau một hồi tìm kiếm rồi, Cooler Master để luôn ở đây. Nên là thôi, bây giờ mình phải mở ra mình đóng vào. Cái này thì được cái là cũng khá là thông minh, họ cũng không cần phải chuẩn bị một túi ốc riêng cho mình. Và mình sẽ có thể biết được ốc nào và chỗ nào luôn và ngay. Nhưng mà bị một cái là mình lại phải tháo ra, mất thời gian. Anh em nhìn này, cái ốc này nó sẽ còn có cả long đen này, có cả cái cao su. À không này, đây là như kiểu là cái để cho đỡ cho anh em đỡ bị kiểu vặn chặt quá ấy. Đây anh em nhìn này. Đấy, có hai level để bảo vệ luôn nhá. Hai level luôn. Thực sự đây là một cái thiết kế mình cảm thấy rất là khá tốt đấy. Nhưng mà mỗi tội là hơi bẩn tay thôi, tại vì nó có dầu như này. Đấy, thì mình vừa tháo cái ốc ra rồi. Và bây giờ thì lắp tay vào. Cách lắp tay là đơn giản thôi. Lại tháo, lại lắp vào đây. Nhưng mà ấy, may mắn sao làm thay này. Cooler Master có ghi sẵn L với cả R này. Đâu nhỉ, anh Kiên ném anh à? L với R à? Đấy, L với cả R này. Thế là anh em biết được là đâu trái đâu phải anh em nhá. Chứ lắp không cẩn thận là coi như là bay cả màu luôn đấy. R, L à. Bây giờ thì để lắp dễ dàng hơn thì mình xin phép được bế lên bàn tí cho nó được đỡ một chỗ. Gấp vô. Ui trời. Đây. Bây giờ thì mình có thể cho vào được rồi. Đây là phong cách lắp và không hề giống một ai và nó gọi là không hề đúng với cả cái hướng dẫn gì cả. Đây rồi. Đấy. Chân đã được rồi nhá, ngồi phát. Hơi lệch á. Bịch à? Tại vì là không phải, tại vì anh chưa có chân ghế, anh chưa có lưng ghế nên anh cảm giác nó bị ngửa, đúng không? Anh cảm giác nó không cân. Bây giờ mình lắp chân ghế vào cho anh em xem. Lắp cái lưng ghế. Thì có thể nên xoáy cái bên kia trước. Anh biết sao? Tại vì bên kia nó là cái bên có khóa. Bên này là bên có khóa. Thế chứ. Đặt vào được không chứ? Hay là đẩy vào? Ok à. Insert được rồi nhá. Nhưng mà vô lỗ. Lỗ chưa vô nhá. Em chỉ siết gọi là siết hờ thôi. Ok. Rồi đây em cố định nhá. Em cố định. Anh em à, đấy, anh em nhìn thấy không? Mình đã vừa lắp xong tất cả con ốc ở hai bên hông. Và bây giờ ghế thì chắc chắn rồi. Nhưng mà đúng không? Anh em phải hiểu là nhìn nó này nó hơi thô. Thế là Cooler Master tặng ngay cho anh em một miếng này. Để không thể gắn vào đây à. Cài vào đây à. Đấy, cài vào đây. Bây giờ mình sẽ bắt ốc để cho nó đứng im trong này luôn nhá. Rồi, đấy, anh em thấy không? Ốc vị trí này nhá. Nó nằm ngay giữa luôn với hai cái bu lung bu lèo đây. Nên là gắn vào phát là xác định được vị trí luôn. Ok, gắn rồi nhá, đã gắn rồi nhá. Nhưng mà anh em nhìn thấy dưng có cái lỗ đây đúng không? Cooler Master tặng luôn là bịt lỗ nhá. Đấy, ôi rồi. Cẩn thận bất hư vô luôn. Và bây giờ là bước cuối cùng là hai cái gậy đánh gôn này. Thì cái này sẽ gắn bên tay trái đúng không? Là cái mục đích của nó là để unlock cái việc ngửa cục. Còn cái này bên tay phải là để unlock cái việc lên xuống. Ok, giờ mình gắn vô. Rồi. Ok.
sau khoảng tầm 40 phút bao gồm, đúng không, bao gồm từ đầu tới cuối, quá trình quay từ đầu tới cuối là 40 phút mà mình còn gọi là lai dài một lúc nữa cơ, thì tính ra khoảng tầm 30 đi. Bản thân mình là một mình rưỡi là có đúng một công đoạn là nhờ anh Kiên thôi. Đấy, thì nói chung là khoảng tầm 30 phút là anh em có thể lắp được với cái ghế này rồi. Thì đây là đầu tiên nhá, là những cái lưu ý khi mà mình lắp cái ghế này. Có đệm mà. Quên đấy. Đây chứ. Phải full stretch chứ. Được chưa? Ok chưa? Ai da, relaxing. Được đấy. Ok. Thì cái lưu ý của mình khi lắp cái ghế này, đầu tiên là các bạn có cái tu này rồi đúng không? Nhưng mà các bạn vẫn nên có được cái là một cái tu vít để cho mình, tại vì xoáy cái chỗ này dùng cái tu này nó hơi khó một chút. Thứ hai là anh em nên có một cái vị trí nó cao cao hơn một tẹo, để ví dụ như là khi mà mình đấy, như mình bảo ấy, mình gắn cái chân này vào đây thì mình có thể dễ dàng gắn hai cái tay hơn. Đó. Và thứ ba là vẫn nên có một người bạn để hỗ trợ giúp đỡ các bạn của mình, gọi là hỗ trợ cái quá trình lắp đặt của bạn nhá. Ok nhá. Và bây giờ thì mình cùng thử review cái chiếc ghế này xem nào. Rồi, đầu tiên là từ cái tay đi. À, về cái gì mà mình trải nghiệm thấy đi. Thì mình cảm thấy rằng nhá, tuy là vỏ bọc của nó thì là vỏ bọc bằng nhựa, nhưng mà bên trong lõi này, lõi đây các kiểu này đều là kim loại hết anh em nhá. À, kim loại này bóng sáng bóng luôn nhá. Và đây là cái tay mấy đê đây. Di chuyển này, ra đằng trước, ra đằng sau này và xoay xoay. Kiểu như này là lên xuống này, trước xuống này và loại 4D là sang đây đúng không? Thì cái đây là cái chân, cái tay 3D thôi. Và có thể giúp được điều chỉnh đúng cái hướng tay của anh em nhá, để đảm bảo rằng là nó chuẩn văn chỉnh nhất. Và nếu mà muốn chỉnh được cái độ xa gần của cái tay này thì phải chỉnh ở bên dưới này, tại vì là mình khóa đang ở khóa vị trí này rồi. Đấy, mình có thể xoay xiết các thứ kiểu như thế này. Cái phần hông của chúng ta đúng không? Cái gối này này có thể lên xuống được thoải mái nhá. Đấy, anh em có thể để ở bất kỳ vị trí nào mà anh em muốn, để đảm bảo có được đường lưng thư giãn nhất. Ok chưa? Và cái gối này thì anh em thích bỏ ra hay để lại hay bỏ ra, tùy anh em. Và cảm giác ngồi của mình đúng không? Êm đấy. Mỗi tội là mình vừa lắp xong cái ghế và khu vực này là khu vực nóng nhất của cái showroom của mình, nên là mình đập toát hết cả mồ hôi. Nói chung với những cái ghế văn phòng như này, à với mấy cái ghế gaming này ấy, thì anh em nên ngồi trong một cái văn phòng gọi là phòng có điều hòa thì nó mới mát mẻ hơn. Chứ ngồi lâu một thời gian dài này thì mồ hôi mồ kê nó sẽ rơi vào đây và khiến cho mình cảm giác hơi bị khó chịu một chút. Thì nếu mà anh em còn thấy hứng thú thì anh có thể check gọi là cái sản phẩm này nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ bế cái sản phẩm này xuống để gọi là khu vực trưng bày, giúp anh em có thể trải nghiệm được những cái chiếc ghế như này của Cooler Master các thứ kiểu. Còn nếu mà anh em hứng thú với những sản phẩm cao cấp hơn của Cooler ấy, là những cái sản phẩm mà có lưới ấy, thì anh em check ngay những cái đường link của bên mình nhá. Rồi, nói chung là hy vọng anh em có thấy gọi là quá trình lắp ghế cho mình vui vẻ và hay ho. Hẹn gặp anh em tại một video sau nhá.